kéo mà không ăn thua đâu. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục ngày hôm nay thì mời các bạn cùng xem máy xúc Hyundai 140 đang phá rỡ một cái căn nhà 3 tầng. Căn nhà này thì là một cái căn nhà 4 tầng đã được phá tay xuống một tầng rồi. Bây giờ thì nhiệm vụ còn lại của con máy này sẽ hạ nốt 3 cái tầng còn lại. Đây là một cái địa hình khá là rộng, nhưng mà ở cái phía phần bên tay trái của các bạn kia thì đang hướng gọi là một cái dãy nhà trọ. Rất là khó phá đấy. Bên tay phải này thì địa hình rộng, còn bên tay trái kia thì lại vướng vào cái nhà trọ ở kế bên. Rất khó. Giật rồi là phải giật luôn, không là lật. Vâng, nó chỉ sợ cái tút tường ở kia nó oã ra thôi. Mảng trên kia chủ yếu, cái mảng trên cẩn thận nó oã ra đấy anh ạ. Được không? Được, còn lật đi. Mảng trên nó lật. Vì cái bức tường ở tầng 3 nó khá là cao, máy không có thể vươn tới được, nên đã dùng phương pháp là kéo bằng dây xích để hỗ trợ cho cái bức tường nó đổ về phía bên tay phải này các bạn. Quá là hồi hộp luôn, đứng ở dưới xem mà tim còn đập từng giây luôn. Ui ui. Hiện tại thì toàn bộ cái dãy nhà trọ bên tay trái đã được sơ tán đi để phục vụ cho cái mục đích là phá rỡ căn nhà 4 tầng đấy. Kéo mà không ăn thua đâu. Quá, chỉ sập một ít nhẹ nhẹ sang bên cái mái tôn nhà trọ thôi. Tuy nhiên không có vấn đề gì xảy ra cả. Ôi sao rồi, quá là hồi hộp rồi các bạn ạ. Đấy, những cái nhà trọ này chỉ cần một viên gạch thôi rơi vào thì là cũng thủng luôn rồi. Đấy, bây giờ thì tiếp tục cái công việc đó chính là phải tháo cái dây xích ra để bác tài có thể túm và giật nốt cái phần tường đang bị nghiêng xiên xẹo sang bên cái gian nhà trọ này. Đấy, ai ai cũng hoảng hốt, cũng khiếp sợ với những cái pha tường nghiêng như thế này. Đây, bên tay trái này toàn bộ là những cái dãy nhà trọ công nhân người ta đang ở sinh sống. Đợt này phá nhà này thì đảm bảo cũng không ai dám ngủ ở đây rồi. Ở cái phía bên tay phải này thì lại quá rộng rãi, thì mình có giật đổ đâu đổ cũng chả lo lắng. Đấy, duy nhất là chỉ bên tay trái thì hơi khó khăn và phức tạp chút. Để xem bác tài chúng ta có nắm dập nốt cái dần này không nha, hay là làm ăn theo kiểu gì. Bây giờ là một cái pha gây cấn và hồi hộp nhất của lịch sử đây. Sau khi đã phá toàn bộ cái phía vách ngăn và những cái mái của tầng 1 và tầng 2 cộng với tầng 3, thì khúc này đội ngũ phá rỡ quyết định là buộc xích vào cái bức tường cao chót vót đối diện với cái phần bên cái phòng trọ bên tay trái của các bạn kia để có thể giật đổ cả mảng luôn. Ôi, ui dồi ôi, nó rung cả, rung cả mạng cả, không biết cả mạng kia mà nó sập sang bên kia thì... Ui, trời ơi cơ, ôi dồi ôi, cười nữa. Rồi, một nhát tan tành mây khói luôn. Đấy, đã tính toán được cái cách đổ nên là nó không bị đổ sang bên trái một tí nào cả.
đấy, quá xuất sắc luôn, rồi không ảnh hưởng gì đến cái dãy phòng trọ bên kia đâu, điệp văng ra. Tuy vậy nhưng mà vẫn còn nhiều cái sự gây cấn lắm các bạn ạ. Đấy, toàn bộ những cái khung ở trước mặt kia đều giáp với cái phòng trọ và nó ăn sang cái ngoài đường kia. Để có thể hạ nốt cái phần tường của cái tầng 3 kia thì hiện tại bác tài của chúng ta đang tiến hành bóp toàn bộ cái mái của tầng 2 đi. Bây giờ thì phải đánh được toàn bộ cái mái của tầng 2 thì bắt đầu phá sập toàn bộ cái bức tường cao đi được. Phía bên tay trái thì mình có chia sẻ rồi, nó là một cái dãy phòng trọ. Còn cái phía đằng trước chỗ cái chữ yoga kia là có cái con đường. Cái con đường đấy là con đường dân sinh, lưu thông rất là nhiều người. Nhưng mà hôm nay phá đến cái đoạn gần cuối cùng rồi nên đã chặn đứng người lại, không có thể ai qua lại được, nhằm phục vụ mục đích là chẳng may nó rơi những viên gạch lên ghiếc ra thì nó không ảnh hưởng và nguy hiểm tới A. Càng phá những cái đoạn cuối thì càng khó các bạn ạ. Nhưng mà đổi lại được một cái là cái nhà này thì nó thuộc vào cái hệ nhà khung, nhà chịu lực, được đan bởi với nhau rất là nhiều những cái cột nên là không lo lắng gì về cái việc đó, chính là nó bị bục tường. Khung nào ra khung đấy, nó tách rời hẳn nhau ra. Đây, bắt đầu là những cái tường cao này. Những cái phần bờ tường ở chỗ cái kìm đấy thì đơn giản rồi, không sợ phải bị đổ vỡ, vui vui được. Nhưng mà cái phần tường ở bên tay trái ấy, phần tường giáp nhà trọ thì nó khá là khó khăn và nguy hiểm hơn. Vì là ở một cái độ cao như thế này chỉ cần một viên gạch nhỏ xíu thôi là cũng có thể là sập tan tinh cái mái rồi. Nhìn trong video thì do quay cận cảnh nên là căn nhà này nó không cao, nhưng mà đứng ở ngoài hiện trường thì căn nhà này cực kỳ cao các bạn nhé, quá cao luôn đấy. Đang bửa dần những cái bức tường xuống đấy. Có vẻ như bác tài của chúng ta là một trong những người đam mê nghệ thuật, không thích phá từ từ mà thích phá theo những cái kiểu là hồi hộp và gây cấn. Đấy, những cái pha kéo cột kéo tường này, ôi rồi nó nứt mỗi cái đầu ngoài này, đầu cột kia nó méo đổ rồi. Cột này khả năng không đổ rồi, cột này còn chắc lắm. Đổ rồi, đổ rồi, đổ rồi. Nó vẫn còn cái sắt đai nên là nó không thể rơi được. À, giật nhẹ nhàng. Còn hai cột nữa.
càng về cuối thì chúng ta cần phải cẩn trọng hơn trong cái việc xử lý những cái tường dầm và những cái đầu cột. Thổi cột thì lúc giật nó mới đổ cả mảng được. Anh rất là vất vả. Có tài chúng ta đang phá cái phần mái của cái tầng 2 để cho khi mà mình vận động cái cột kia không bị văng và bay ngược trở lại cái căn nhà trọ này. Máy vẫn cứ bóp, còn hai bác kia thì vẫn cứ ở trên mái vậy. Sau khi đã buộc xích vào cái cột thì bác lái của chúng ta sẽ tiến hành giật để cho nó đổ cái cây cột đó và cái bức tường kia xuống luôn. Rung rồi, cột thì này thì được họ cắt chân rồi nhá. Đã cẳng gò đấy. Còn nghiêng rồi. Rồi đổ đấy. Nào, chưa thỏa mãn rồi. Ui. Ôi, đi mỗi cái cột. Rồi, tách có mỗi cái cột thôi. Nào, cùng xem bác tài giật nốt những cái bức tường còn lại. À, cái cột nào. Để xem phát này có ăn được không. Đổ rồi. Mạnh vào là đổ. Đấy. Đổ rồi đấy. Đấy. 1, 2. Đổ. Được rồi. Một phát nữa là đổ. Luôn. Quá hoành tráng, quá đẹp mắt các bạn ạ. Đấy. Như vậy thì bác tài của chúng ta đã xử lý khéo léo cái phần tường với cột ăn liền với cái mái của tầng 3. Đấy. Không xảy ra cái vấn đề gì cả. Đấy. Cái khúc này thì hiện tại thì bác tài của chúng ta sẽ phải bóp nốt cái mái của cái tầng 3. Sau đó thì hạ dần dần những cái khúc ở bên trên nữa là hoàn thiện được con ạ. Đấy, đến khúc này thì không còn gì nguy hiểm đâu, chỉ còn cái đầu cuối kia có một chút cái cột của tầng 3 thì dễ dàng để hạ xuống thôi. Như vậy là trải qua mất vài ba ngày vất vả thì đội ngũ phá dỡ đã xử lý gọn nhẹ được cái căn nhà 4 tầng rất là cao và nguy hiểm như thế này. Và vì vậy nên là phá dỡ nhà thì ngoài đòi hỏi kinh nghiệm ra thì chúng ta cần phải sự cẩn thận và để ý. Càng cẩn thận bao nhiêu thì chúng ta phá càng an toàn bấy nhiêu. Đến khúc này thì máy chỉ cần đôn bệ lên thêm một chút xíu nữa là có thể là xử lý nốt những cái phần còn lại rồi. Quá là vất vả. Đấy.
rồi, video của mình ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Một lần nữa xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.